Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Gatikpon. Và như các bạn và như các bạn đã đọc tiêu đề và như các bạn đã nhìn ở trên video thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái gì vậy, đúng không? Đúng vậy. Đây là một cái trò chơi mà Simmy nè, Siro, Kairon, tất cả mọi người đã chơi và đăng video cho các bạn xem rồi đó. Đây là một trò chơi vẽ tranh đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại với trò chơi này. Thì như bạn đang thấy ở đây chính là rất nhiều thành viên của Hero Team. Yeah, yeah. Đó, ok. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với những màn vẽ tranh vô cùng gọi là đau đầu của Hero Team nha mọi người nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là đăng ký ủng hộ cho tất cả thành viên của Hero Team đó nha mọi người nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go. Let's go. Rồi, ok, các bạn đã vẽ xong chưa nào? Xong. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử các mọi người vẽ thế nào nha. Bắt đầu thôi. À, đầu tiên là chủ đề của tôi. Ok, chủ đề của tôi là con bò biết bay. Biết bè. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người, tôi không biết bè. Báo thủ. À, nhìn dễ thương, nhìn dễ thương. Ok, cũng được, cũng được. Em đâu mà đúng không? Cũng không nhận ra, cũng xin nhận ra. Môi mày vẽ thêm mây nữa là biết rồi. Em suýt không nhận ra luôn á. Con bò biết bay. Ê mọi người, nếu mà ghi là con bò sữa với con bò tính ra cũng là con bò mà đúng không? Tôi cũng được điểm mà. Đúng rồi, đúng rồi. Okay. Yeah. Rồi, tới lượt Siro nè. Siro là vẽ sao đây? Wow. Trời ơi. Sao lại tỷ lệ đây vậy? Trời ơi, mình như không, tại mình nghĩ không? Không phải, tại mình nghĩ nó mọi người đang định dốc về chủ đề Bình Dương nghe không? Trời ơi, ok gì đây con bò. Đục lại vậy. Ủa, cái này cũng đúng mà. Đúng không? Ủa, trở vậy và tôi đúng không mọi người? Cũng là con bò bay nha. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah, đúng. Yeah, tôi được một điểm nha bạn nha. Đúng rồi, rồi. Thử con bò bay mình dữ hơn nhớ. Mày quá, tôi không bảo nha. Tôi tưởng tôi vẽ vậy là khó lắm chứ ai vẽ mọi người vẫn đoán được. Ok, rồi tiếp theo nè. À, Sammy. Sammy ăn rong biển. Vậy tôi đang ăn rong biển, tôi viết luôn tôi đang làm gì đó luôn. Tôi nghĩ là có người nào đó đó. Trời ơi. Thôi mình nhìn mình cũng không biết trong biển này. Mình không biết trong biển này. Ui vậy là gì? Ui vậy là gì? Ok. Sammy ăn bánh. Dễ thương quá. Từ từ tôi phải lưu lại tấm này các bạn ơi, đẹp quá. Chị sao nó tiêu. Cái vây của Sammy các bạn. Buồn quá à. Từ cái rong biển chuyển qua thành là cái bánh luôn các bạn. Ủa cây ơi, chắc chị không có chơi mà bộ luống gì. Nên nó ngầu gì đâu cây. Cái bộ luống gì đâu cây. Lạ xíu thôi không, mình thay đổi cho nó lạ xíu. Cái tóc ơi tiếp nè. Kairon nhìn lén không cần lắc mông. Trời ơi, đến cái lắc mông. Xin lỗi, sai tả. Lắc mông nó chứ. Cái này chắc là đang quay TikTok các bạn, đang quay TikTok lắc mông các bạn. Không cần lắc mông bị Kairon phát hiện. Ok, cảm ơn. Wait a minute. Trời ơi, không cần gì vậy, đơn giản thôi chị ơi. Chị, môi. Môi, em thấy cái này không phải là em đang lắc mâm nữa, này em đang lắc bụng, em đang múa bụng vậy. Đúng rồi. Chị không biết vẽ còn gì. Chị nhớ lúc mà em đang lắc mâm á, đây là chị vẽ một cái vẩy vẩy theo. Ok, Kai thấy không cần lắc mông. Ok, cũng gần đúng rồi đó. Ôi, vậy tính ra là được điểm mà đúng không? Cũng đúng rồi. Ok. Tính ra rô vẽ cái tóc y chang luôn kìa. Vậy là Phong với Kai mỗi người được một điểm rồi nha. Ok rồi. Kiểu cạp đúng kiểu á. Sói săn sim. Vậy à, sói săn sim là gì vậy? Khó quá. Sói săn sim khó. Ủa Kai ơi. Sói bị thức tắc mồm á. Cái con cá sói này. Con sói kỳ vậy Kai. Cái con sói này nó bị răng hô. Thật ra là nếu mà mọi người không biết thì cái con sói này là mình đã gọi là tìm kiếm trên Google rồi, mình chạy theo. Tìm kiếm Google rồi, mẹ đã tìm kiếm. Giống chưa? Tiro bắt nạt Simmy. Ờ, okay. Bắt nạt cũng như săn nha. Phong vẽ hơi bị dễ thương luôn. Ê, nó...
100 kg làm chết. Ủa hãy cầm cái búa 100 kg để bắt nạt. Nguyên chị. Ủa ai bơi? Chị cần siro. Cái này là siro bảo mèo xin mi béo như 100 kg. Trời ơi. Ừ, nó là cái bảng á. Chị tưởng nó là cái bảng chứ không phải cái búa. Ê, thôi à. Thôi vậy luôn kìa. Tôi phải chụp lại. Trời ơi. Nhìn cô ta vậy. Dù là cái chủ đề này không đúng nhưng mà ít ra thì Simi vẽ rất là dễ thương các bạn ạ. Đúng dài dễ thương hả? Con gấu tuyết nó đang ăn cái bánh. Ơi Sim, cái này là nọng hả? Cái này là mỡ bụng hả? Đúng rồi, còn thấy mấy ngực bụng nó bụng kìa. Cái bụng nó như cái bụng kìa. Rồi, tới lượt mèo Simi. Ngủ gặp khủng long. Theo chủ đề vậy Sim. Còn tôi nó mới hơi lệch một xíu nha. Em khủng long. À, đúng rồi nè, đúng là con khủng long rồi nè. Ngồi nằm mơ gặp ác mộng. Rồi sao? Trời ơi chị. Rồi phải nghe mình. Ủa thì mình chỉ nghĩ là nằm mơ gặp ác mộng thôi. Ờ, mơ thấy ma. Rồi ác mộng. Ác chủ đề của em là mỗi giấc mơ là mỗi mình. Được nha, mai vậy được nha. Em mọi người để em. Cái chủ đề của em là mỗi người đều đoán mỗi câu khác nhau luôn. Vậy là Sim cũng không được. Ủa gì đây? Kem táo. Trời ơi. Thấy bảo trời ơi cái là tôi biết. Ôi, là kiểu gì cũng lạch. Tính ra là Sim mới vẽ đúng nè. Vẽ cái kem nè, có quả táo kế bên vậy mà ai vẽ cái kem. Ai ghi sai nè. Đó, đúng nè. Kem táo. Có một người vẽ không chi tiết gì đó. Không hiểu gì à, mọi người từ từ cho mình giải thích cái. Thật ra là cái kem táo này mình cũng lên Google để mình coi là nó có thật sự là bạn ơi, có thật sự là bạn vẽ cái kem xong bạn vẽ cái táo cái bên là được rồi bạn. Vậy tôi nghĩ sao sao cái đồ nó lật ra thấy chưa. Trời ơi thiệt luôn á. Sammy là gì đây? Binh chi linh hiểu luôn á. Thôi nè mọi người coi phong vẽ nè, mọi người coi phong vẽ nè. Binh chi linh nào. Đúng không? Đúng mình chưa linh đâu. Đúng. Vậy là coi như là chỉ có mỗi mình Phong với Kai được điểm thôi Kai. Yeah, hôm sau được điểm rồi. Đây, ok. Và sau 30 phút anh em một mình đã vẽ tranh xong rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau coi tiếp tác phẩm của mọi người sẽ như thế nào nha. Bắt đầu thôi. Hy vọng tôi không làm báo, tôi không làm báo. Ok, thì đầu tiên là tác phẩm của Phong. Mr. Dịch ăn thịt vịt. Rồi, để coi Sammy vẽ sao đây. Tôi chắc chắn là một người báo. Có dễ thương vậy. Ê, mà khoan từ. Sao cái miệng của Dịch kiểu cái miệng của Dịch cho một người to lắm mà, cái gì đâu. Ok. Ăn thịt vịt. Vịt ăn thịt vịt, đó, ok, rồi, cũng đoán đúng nè. Ok, à hả, vẽ sao đây. Trời ơi, vậy đẹp vậy? Đầu tư vậy? Hơi ghê xíu nhưng mà đầu tư. Đẹp vậy? Cái này tôi nhìn giống như là tôi giống như là vịt ăn thịt gà hơn là vịt ăn thịt vịt các bạn ạ. Vịt nổi thùng. Trời ơi là trời. Rồi sao? Không giống kiểu bóp cổ á. Tôi báo kem rồi. Nó như kiểu là vịt đang vịt nổi khùng lên á. Trời ơi, mẹ đùi gà. Ôi, dễ thương quá à. Nhưng mà sai chủ đề rồi. Trời ơi, vậy mình không được điểm. Ông vịt nè, cái mỏ không? Cái mỏ không? Cái con gà lại. Không, ý tôi á, là chủ đề của tôi là vịt ăn thịt vịt. Nhưng mà cuối cùng lại viết ra vẽ ra thành là vịt nổi khùng. Trời ơi, buồn quá. Ok, giờ tôi không được điểm rồi. Tiếp theo, Sammy. Hero team. Hero team. Chủ đề gì vậy hả? Tôi đoán được. Đó, mày. Từ từ nha, cho mình hỏi nha. Tại sao Ruby lại giấu 300? Dễ không kịp, dễ không kịp. Tôi nghĩ là chủ đề này ai cũng đón được hết trơn. Hero team quá đơn giản rồi. Ê Phong ơi, từ, để hỏi ai thêm cái nữa. Tại sao em lại trái ớt? Ủa sao Sky lại trái ớt? Cái là cọng tóc của tôi ba. Tại sao em làm cái đại mà tại sao lại làm cái cọng tóc của em? Quên mình. Thôi không, nhưng mà vẫn nhìn ra được Hero team. Trời ơi, cái chủ đề gì dễ quá rồi. Dễ thương quá. Cái này đáng nghĩa là để xin vẽ cuối cùng mà đẹp, để tôi vẽ cuối thôi. Tôi vẽ nhìn nó chán thiệt sự luôn các bạn. Nhìn nè, đây phía trên. Phía trên là Simi vẽ, phía dưới là Camu vẽ. Đó, bạn nhìn đó, thấy không? Trời ơi. Một luôn á. Chênh lệch nó quá lớn các bạn ơi. Thỏ ăn cỏ. Rồi, chủ đề của Kairon, thỏ ăn cỏ. Vậy nè. Ôi, gì vậy? Ây ơi, ủng bộ. Gì mà thỏ nổi khùng ăn cỏ vậy? Mà nó nổi khùng với thỏ. Ôi, xí xí cho em nói câu nha. Từ thỏ nổi
khùng ăn cỏ, từ cỏ dại tới cỏ dại luôn chị ơi. Chị có dại không? Ôi chị ơi, chị không. Ôi đúng, đúng. Mình nói đúng rồi đó. Đúng đúng rồi nè. Rồi ok, cây đo được 2 điểm. Rồi tiếp à ha. Không có điểm nào hết trơn. Cây đo nhảy dây. Ồ coi nha, coi nha. À. Cây đo giờ tóc là tóc tóc mẫu môi. Thế là ca môi, cây đo nhảy dây tập thể dục. Ok, rồi Phong cần vẽ nè. À. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ủa thì béo thì mới tập thể dục. Em ý em là kiểu tại vì em sợ dẻ mọi người không hiểu là đang nhảy dây hiểu không? Cho nên em phải vẽ cơ thể, ý là đang tập thể dục. À ok. Đó. Ok rồi, tiếp theo cây đo nhảy dây. Ủa cây đo nó đúng rồi. Em biết sao không? Nãy buổi sáng cây đo nhảy dây với bạn. Đó. Nhảy dây luôn hả? Em bé đâu có. Bây giờ cứ mỗi lần nhảy cây đo là lại sẽ lúc xăng đi. Đúng rồi, lúc xăng cho. Cái mày là tính mới hết rồi. Đợi xíu đây chờ rồi. Bây giờ chúng ta vẽ cây đo đó, chúng ta sẽ không cần phải vẽ là cái tay thỏ. Vẽ cái muối, cái chà nồi lên. Vẽ cái chà nồi là biết. Mỗi lần mà ra chủ đề ác lắm mọi người. Chắc chắn mọi người không bao giờ đám ra đâu. Simi bị kêu ông ớt. À mong ớt à. Rồi. Ồ cá muối vẽ ớt nè. Ồ hợp lý. Ồ hợp lý. Được mà đúng không? Được mà đúng không? Tôi đây đi. Ok. Sai rồi Sim ơi, sai rồi. Rồi. Biết tại sao không? Tại vì á, ví dụ bị mất tật cái gì thì vẽ màu đen hay màu gì đó khác đi, chọn vẽ màu đỏ vô, tôi đâu cay đo là cái mình chết. Sao không? Màu đỏ là màu quên mất tật, màu đỏ rét gì mất tật đó, ý là vậy không đó. Không có màu đỏ, không có ai mất tật nào vừa gọi là quy định là màu đỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi hero nha, tôi hero nha, tại vì thôi, mất tật chưa sắp đã là màu đỏ. Simi không được điểm rồi. Trời là ca môi nè. Tại vì chuyện bá thủ à, bá thủ. Rồi. Có một thằng bá thủ rồi. Tôi vẽ đúng nha. Tôi vẽ đúng nha, muối tôm nha, thấy không? Ồ, chi tiết nha. Còn cái này là cái miếng xoài nè, miếng xoài chấm muối tôm. Mẹ gì vậy? Muối tôm chấm xoài. Đúng. Rồi xong. Đúng rồi. Chủ đề chấm xoài rồi. Ủa cây ơi. Sao cây vẽ cái miếng xoài nhìn nó vậy mà Sim cũng hiểu nha, Sim hiểu nha. Vậy mà Sim hiểu nha. Thấy chưa? Em nhìn wow. Em hiểu mà, em hiểu tôm tôm. Ok à hả nè. Ôi. Tôm. Tôm là cái gì anh? Chị vẽ tôm. Vẽ tôm. À thôi nói chung là mọi người nghĩ là chủ đề này có ca mui có được điểm không? Tại vì cũng có muối tôm nè. Có muối tôm, có ok. Ôi vậy là mui được một điểm nữa. Vậy là theo như mình tính điểm á thì mui được một điểm nè, Phong một điểm. À, Sam 1 điểm, Kairon 2 điểm và à há đúng không? Đúng rồi. À há 1 điểm nữa. Yeah, vậy là có mỗi mình Siêu Mèo Siêu Mi là chưa được điểm á Siêu ơi. Ờ phải từ. Nãy giờ chơi 4 chén mà sao 5 đứa có điểm? Thì tại là già sim chơi bốn dán không mới chơi có ba dán à, mới chơi ba dán có nghĩa là sim chưa vẽ được cái nào mà mọi người đoán là được đúng anh thì không có điểm mà đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sim có mình sim chưa có điểm à, đúng rồi cho nên bây giờ chúng ta sẽ cho sim một lượt nữa để coi sim có được điểm nha bạn nha. Ok rồi, ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với màn vẽ tiếp theo nè. Rồi để xem coi anh em sẽ vẽ như thế nào đây, bắt đầu thôi. Thì chủ đề đầu tiên của tôi sẽ là Phong Cần. À, khứa áo xanh. Trời ơi, mình vẽ là khứa áo xanh. Cái này vẽ được, cái này tôi vẽ được, tôi vẽ được. Ôi, Sammy nè. Không đến nỗi nào. Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi. Dễ lắm. Quá dễ. Quá dễ. Khứa áo xanh cái bộ là dễ bạn ơi. Vậy là Phong được thêm điểm rồi. Cái tóc không lật đi đâu được. Đúng rồi, cái tóc là không lật. Cái tóc là không lật đi đâu được. Ủa anh ơi, sao trên bạn đẹp mà sao đến giờ anh gì xấu vậy? Ờ sao đến giờ anh chỉ cần vẽ cái tóc thôi là mọi người tự biết rồi. Ok, khứa áo xanh rồi. Xin đi còn cho hai cái giờ chấm cả nữa. Khứa áo xanh. Là ca môi. Ai ca môi, khứa trên tóc đen cho xanh nha môi. Là ca môi sai nhưng mà không phải, nhưng mà tôi nghĩ đến Phong Cận nên là tôi chốt lại. Ủa gì kì. Mà không sao, vẫn ra mà, vẫn ra mà. Vẫn đúng rồi, tới lượt sao mới nè. Sammy sẽ là Simi đáng yêu. Simi đáng yêu. Ok rồi, để coi cây đo vẽ sao. Cái chủ đề này nó khó lắm nha. Nha. Chị đeo mắt này em gái em nha. Em tới em quan cầm đầu vậy á.
người ta Cai không cố tình vẽ sim xấu đâu, mà tại vì á Cai không biết vẽ sim đáng yêu như nào á, nên là Cai và lên Google để coi hình sim á và Cai vẽ theo á. Ủa vậy hả? Vậy là vẽ theo chưa? Theo chưa? Vẽ theo Google đấy hả? Đúng rồi, em lên Google em thấy hình sim cái em vẽ theo mà. À cái hình này là sim lại lỗi đúng không? Đúng rồi. Tôi nhìn ra. Tôi đáng yêu. Tới lượt Cai ra, tới lượt à há nè, Simmy đáng yêu. Ok, mẹ sẽ vẽ sao đây? Rồi, ca mui là Simmy dễ thương. Trời, ủa sao đáng yêu thành dễ thương rồi? Thì nó đáng yêu dễ thương là một mà, đáng yêu dễ thương cute đều là một mà. Ủa dễ thương mà. Mọi người không có thấm chuột quá vậy? Mọi người không biết mấy cái mà người ta hay chụp ảnh ngày xưa, người ta kiểu người ta phồng má lên, người ta dơ hai không? Không kiểu vậy đâu. Đúng rồi, nó kiểu vậy, đúng rồi, Xin thử làm thử vậy coi. Phồng mở lên. Nè, thật thơ là nó phải vậy nào. Ngủ sốc vậy á. Wow. Đúng rồi, Cai đúng rồi. Cái này, con này là con này nhìn như kiểu con sóc chuột ấy, nó đang kiểu ngậm hai cái đồ ăn của nó hai bên á. Đúng rồi, hammer. Không, nhưng mà cái chung là đúng chủ đề, Sim đẹp chưa? Ủa, hai nữ, cái này chủ đề của ai? Của Sam hả? Của Sam. Ok. Sam. Tặng nha. Không có điểm quá. Cai Ron nè, mít tụi mình đánh hội anh em, ok. Gì vậy? Tôi nhìn dịch đáng sợ vậy. Ok, mẹ Simmy là gì đây? Mình đánh Cai phong siro bay vậy á. Ờ, vậy đúng không đây ta? Đây nè, cái chủ đề này đánh... tôi không biết phải sao luôn á. Bông ai đang ngồi đánh cái mặt gì không? Mình Phong ơi, bắt nạt ba người sao lại bắt nạt heo team nhờ? Tôi làm tôi vẻ quá trời. Thì bắt nạt anh em hero team, anh em hả mà? Ủa? Anh em là... Rồi. Tôi quên đọc từ anh em mà tôi tóm hết luôn á. Tôi ghi là bắt nạt heo team mà. Không sao? Là Cai có được điểm không ta? Không. Mà mình có được không? Không, thì tao cũng đúng. Tại vì cái này cũng là bắt nạt ở trong kia vẫn có anh em mà. Đúng rồi. Ok. Chị vẽ cái cọng. Cái này là theo ý mọi người nha. Yes, với cái điểm ơi. Ê, mà tôi phát hiện là Cai Ron được vẽ đầy đủ lắm nha. Ờ rồi, Cai Ron vẽ rất đẹp, còn những người khác thì vẽ tạm bỡ. Vẽ ra phát hiện ra còn 15 giây, em kêu. Rồi xong. Ờ, nãy... À há nè, Siro tập tạ. Ok, mèo Simmy. Em kêu cô tê hả? Đây là cân nếu luôn. Như mà... Đúng nào cô tê. Nếu như mà okay. Nói đến chuyện vẽ thì Simmy là vẽ đẹp nhất rồi. Không ai qua Sim được. Ok, rồi ca mui nè. Đúng. Siro tập tạ. Ờ, nâng tạ hả? Ok, coi Phong vẽ nè. Ngầu chưa? Ngầu không? Rô mà không chấm điểm cho em là em chịu quá. Rồi. Tôi hơi lịch lịch nha. Chị trai. Chị nó sâu muối, nó khoe sâu muối cho ai nghĩ nâng tà đâu rồi. Nâng tà làm gì? Sorry Siro, vậy là Siro. Cái này là cái Siro chạy nhỏ. Cái muối á, tà đó. Sáu biến thịt. Bội gì lắc lên người cái gì trời. Nhưng mà thương Siro quá, Siro không có điểm rồi trời. Tôi ơi. Tôi cảm giác tôi không được điểm mọi người. À. Rồi đến lượt bạn Simmy nè. Nhưng mà Simmy phải được điểm. Bởi vì mình ra mấy chủ đề nói em lắm. Hồng hạt number one, tôi muốn ra tay. Từ đừng bảo vội. Hồng hạt là cái gì? Chỉ có hồng hạt thôi chứ làm gì có hồng hạt. Sai chính tả. Sai chính tả. Ủa tớ học quá. Trời ơi, Simmy. Mình học hết cấp 3 hả Sim? Học hết cấp 3 đó mà. Nhưng sao mà mình ghi sách vậy Sim? Chị em mình là một nên là chị vẫn hiểu, chị vẫn được. Coi Phong nè. Đúng không? Coi Phong nè, hồng hạt, hạt hồng, thấy không? Có hạt hồng, thấy không? Ủa, hạt hồng đắp ngược nữa hả? Nó đúng đi, đúng là có hạt. Được rồi. Vậy đơn giản cũng dễ hiểu mà. Tôi hiểu lý do vì sao Cai Ron không biết con này là con gì. Em nhìn con này không biết em. Ủa, nhìn ra có hồng hạt rồi ta. Em không nhìn ra mình không biết luôn á, trời ơi. Cai Ron kia nếu nếu bây giờ nếu bây giờ cho tôi một cái bức tranh này ném cho tôi thì tôi đúng rồi không biết đây là con gì luôn á. Em ngựa vị đơn giản quá. Con gì vậy? Có sân 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 con trai con trai con trai sân à sân con trai con trai đó là sau 4 trận Simmy vẫn không được điểm nào. Vậy hả? Đơn giản. Ờ, Simmy vẫn không được điểm nào. Cái người cuối cùng là Camui nè. Để coi Camui gì đây. Sammy mắt hai màu. À đây. Đấy, nhìn đi mọi người, nhìn Cam đi. Trước khi mà Phong mở gọi là cái hình của Phong ra
xin lỗi Sam trước nha, tại vì chủ đề nó ghi là nó phải là focus cho con mắt á. Nên là Phong vẽ như thế này nè. Xin vẽ đi. Đẹp mà, đẹp mà. Ai dám sao vẽ đây? Ủa mà màu xin đô mà ta. Nhìn kinh dị vậy. Mắt hai màu. Đó là mắt tôi là. Thì nhưng mà nó vẫn là hai màu mà, nó vẫn là hai màu mắt. Đúng không? Ừ, vẫn là Sammy. Ờ ok đúng, rồi. Nhưng mà vấn đề là ơ đây ra nè. Đó, wow, trời ơi, nhìn nó biết mà. Mắt hai màu mà. Cây ơi, vẫn là ai nghĩ nó là cây rồi, vẫn là cây. Cây chán ghét em không mọi người ơi, cây vẽ xấu quá. Ủa, kìa, biết kìa. Đúng, đúng, đúng. À, tao biết cái chanh hải đậu cũng có cây à. Trời cái gì vậy? Sao Sim dễ nhìn nó? Ai nhưng sao? Mà mình thấy từ nãy giờ là Sim ghi chữ hơi nhiều quá nha, không có được ghi chữ. Mình ghi to ai thôi chứ ai biết là hai mắt gì, nó chỉ là hai mắt thôi mà. Sim ơi, Sim ơi, to ai nó không phải là chữ thôi, nó là gì hả em? Ừ. Em chỉ gọi là ghi tự hình thôi. No, không ghi tự hình nó là to ai mà to ai mà hơi dưới vậy. Cái này là trò vẽ tranh. Cái này là trò vẽ tranh, không ai chọn cái chữ. Ok, đừng có lúc nào gì. Lỡ rồi, xin lỗi. Ok, vậy thôi tổng kết. Nói chung là từ nãy giờ các bạn xin thấy bức tranh của ai là đẹp nhất thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ riêng mình thì tôi nghĩ là chắc tranh đẹp nhất là Simmy nè. Simmy vẽ đẹp nhất rồi. Đó, còn nếu mà tranh mà độc lạ nhất thì sẽ là tôi. Đó, còn tranh nào mà xấu nhất thì... Cà mui. Mình còn đẹp chén. Ai, cái đó mà ui. Mấy bạn nghĩ là Camui hay là Cairon là người dễ xấu nhất, hãy comment xuống bên dưới biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt.